càng tân tân cao. Trên đất dòng mình chờ đợi ai, nghe tiếng hò mà lòng đớn thương. Hỡi cô gần xin chào toàn thể các bác và anh chị, các anh, các bác mà có nhu cầu yêu âm nhạc, âm thanh thì sắp sửa đến Tết năm 2023 rồi. Thì các bác xem video này mà thấy hấp dẫn và thấy có những sản phẩm ưng ý thì các bác hãy like cho em Hùng JBL một cái. Và các bác nhớ bấm vào cần đăng ký kênh và chia sẻ với mọi người các bác nhá. Ngày hôm nay thì em làm video ngắn này để giới thiệu nhanh với các bác một số vài con đẩy. Và hôm nay thì cũng là giới thiệu và cũng quay lướt luôn cho chiếc đẩy 4 kênh của Thụy Điển cho anh trai ở trong thành phố Đà Nẵng. Và một chiếc nữa đó là cho anh ở thành phố Đồng Nai. Đây là chiếc ITC. Với cái hàng ITC này thì hôm trước em có rất là nhiều. Tổng đến bây giờ là gần 20 con rồi. Và ngày hôm nay thì nó về được thêm 5 con nữa, đẹp hơn mấy con hôm trước nữa. Bác nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay và sở hữu ngay. Bởi vì là số lượng thì không bao giờ có thể kiếm được lần thứ hai nữa các bác nhá. Đấy, nó sử dụng cái mạch máy của Crown XTI Class D các bác nhá. Đó, hệ thống mạch và code server làm sẵn ở trong này các bác nhá. Con đẩy mà tích hợp code luôn các bác nhá. Đấy. Và con này là hàng xịn của China các bác nhá. Hàng nội địa của China luôn, nhưng mà linh kiện của nó toàn của Đức thôi các bác nhá. Bởi vì là nó sử dụng cái linh kiện của hãng ITC xịn của Đức. Trước đây là nó sản xuất ở bên Đức và hiện tại bây giờ thì ITC này đã nằm ở Trung Quốc rồi và sản xuất ở Trung Quốc. Đó. Linh kiện 100% là toàn linh kiện Tây được các bác nhá. Các bác cứ nhìn thấy những cái con đẩy VIP của Crown thì các bác sẽ thấy ngay những cái mạch như này, hoặc là những cái bo Arctic ở trong những cái loa cao cấp thì bây giờ thì các bác sẽ thấy. Và con này là ITC xịn được sản xuất tại Trung Quốc và cho người Trung Quốc sử dụng, nên là nó sẽ không có tiếng Anh và không có tiếng một cái loại thứ tiếng gì khác các bác nhá, nó chỉ có tiếng Trung thôi. Đó. Nhưng mà nó rất dễ sử dụng. Hôm trước em đã hướng dẫn các bác sử dụng rồi và hiện tại nay em đang chạy một con ở đây các bác này, đang đánh với đôi JBL STX825 ở đây các bác nhá. Đấy, các bác chạm vào màn hình nó sẽ sáng ngay và một lúc các bác không chạm vào nữa thì tự nó sẽ nghỉ. Ở cái màn hình nó sẽ nghỉ, nó sẽ tắt đi. Đấy, nhưng mà đẩy nó vẫn hoạt động bình thường các bác nhá. Đang sử dụng ở đây. Ví dụ như bây giờ em mở căng lên này. Đấy. Đấy, các bác thấy không, em tắt hai kênh đi này, nó tắt đi này. Đấy, mà nó có một cái lèn tiếng súp nhá các bác nhá, nó có một lèn cái lèn tiếng súp ở trong đôi loa của các bác này. Các bác có tắt đi full nhưng mà các bác nghe thấy nó có cái lèn tiếng súp, có thể đặt được cái lèn súp ở trong full này, nó ập ình ở trong cái full này.
Đó. Hoặc là bất cứ một kênh nào ở trên con đẩy này các bác có thể là đặt là kênh súp được, nó giống như là cái con vang số. Đấy, thì các bác có thể đặt bất cứ kênh nào là kênh súp và cắt tần số cho súp, nó sẽ xuống súp. Các bác có thể sử dụng loa Suzhou hoặc là loa lớn, loa nhỏ, các bác có thể căn được giống như ở trong con vang số luôn. Ở mỗi một kênh này các bác này. Đây em mở cho các bác nghe một kênh. Và em mở một kênh nữa đây các bác nghe. Đấy. Đấy, tắt đi này. Đấy. Các bác tắt cái này đi, nó sẽ hết cái lèn. Đấy. Và cái kênh này bất cứ kênh nào các bác có thể đặt ở đây thì các bác sẽ mở ra làm kênh súp hoặc là kênh full đều được các bác nhé. Ở đây là các bác đang nghe thử con ETC. Đây anh em đang nghe thử con ETC ghép ở đây, và chiếc này em cũng sẽ gửi đi Đồng Nai. Với công suất của con này nó là 750W một kênh ở trở kháng 8 ohm mạch Class D các bác nhé. Hiện đại và tiếng rất sạch sẽ luôn. Nó sạch ngang với con lắp của Thụy Điển ở dưới này các bác nhé. Đấy, con Galeva lắp của Thụy Điển ở dưới này. À, và đây cũng là một con nữa, tí em sử gửi cho anh khách hàng. Con này là con FP9000 thôi, nhưng con FP9000 này nó có thể đánh súp kép được rồi các bác nhá. Đấy, còn 14.000 ở dưới này có hai chiếc nữa này. Hai chiếc này đều đánh súp kép các bác nhá. Đấy, giá thì nó hơi chát một chút chứ không có rẻ. Thế nhưng mà chơi những con này thì các bác quá yên tâm rồi. Các bác nhìn thấy cái mên, cái mạch của nó thì các bác đã biết là nó chất như nào rồi. Đấy, em thì không giải trình nhiều và cũng không thanh minh làm gì nhiều. Và đây một con này nữa này. Đấy, cái dòng này thì em có rất nhiều này. Đấy, các bác thích bao nhiêu con cũng được này. Đấy, có các bác nhá. Con này cũng là láp xịn, và đây là toàn để đẩy xịn thôi các bác nhá. Con 10.000 quy này thì tí nữa em sẽ gửi cho bác khách hàng, bác đã cọc tiền rồi, bác ở thành phố Đà Nẵng. Đấy, thì đây các anh xem qua con đẩy này. Con đẩy này thì em có thể test âm thanh qua Zalo cho anh cũng được, bởi vì trong thời gian làm video này nó quá dài không để làm hết cho các bác xem được. Các bác nào có thể xem thì chỉ xem lướt thôi, vì những cái hàng này thì các bác cũng không có nhu cầu thì các bác hãy gọi điện trực tiếp và nhắn qua Zalo thì em sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem. Chứ còn để trình bày với các bác từng con một ở đây rất mất thời gian, và em chỉ quay qua là xem các bác xem tổng thể là tình trạng nó đẹp như nào rồi. Những con đẩy này thì không có bao giờ có chuyện sửa chữa và chấm một mút một tí nào các bác nhá. Đấy, bởi vì nó là hàng đắt tiền chứ không phải rẻ, cho nên là anh em cứ yên tâm, bán thì đã có bảo hành bằng uy tín. Và bây giờ em sẽ thử cho các bác nghe con dưới này nhé. Các bác vừa nghe con trên thì bây giờ vẫn cái nhạc đấy em sẽ nắp vào cho các bác nghe con dưới. Em chỉ đổi dây loa xuống con dưới là cho các bác nghe con dưới thôi là ok đó nhá. Đây em sẽ rút cái dây của con đài trên này ra. Đây, đây em sẽ rút chiếc này ra, và hai con đài em đã đấu sẵn rồi, em chỉ việc thay dây loa thôi đó nhá. Thì các bác lại nghe con dưới cùng một cái hệ thống công suất, là cùng một cái hệ thống điều khiển là con vang, thì em sẽ cho các bác nghe ở con bên dưới. Bây giờ thì sẽ là con FP9000 này, nó thể hiện cho các bác nghe thôi nhá. Em sẽ mở cho các bác nghe. Đấy. Và em sẽ tắt cái con trên này đi. Đây, con trên này đây, bây giờ em sẽ tắt đi. Thôi. Tắt nguồn nó đi. Đó. Và bây giờ các bác sẽ nghe con bên dưới này. Con dưới này thì em vặn vang lên cho các bác nghe. Và thưởng thức đây là FP9000, và em đang đánh full cho các bác nghe. Đây là đôi FTX825. Chúng ta thôi chung.
Vâng, video ngắn em làm lên đây để giới thiệu những sản phẩm này và cũng như là review cái sản phẩm em chuẩn bị gửi đi cho các bác khách hàng, thì các bác sẽ thấy được ở trong video là sản phẩm của mình nha các bác nhé. Mọi chi tiết thì các bác có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên biển và cũng như địa chỉ của em ở đây. Cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video và sử dụng những sản phẩm bên Hùng Video cung cấp các bác nhé. Trân trọng cảm ơn các bác rất là nhiều và hy vọng các bác sẽ còn ủng hộ và cũng như là cổ vũ cho em rất là nhiều để cho em có cái động lực nhiều hơn để làm video review những sản phẩm nhiều hơn nữa cho các bác cùng xem. Các bác nhé. Ok, xin chào tạm biệt các bác.